lại like nó mập im chà. Ô thao đừng có nói nó cái độ mập. Wow, đẹp quá chất tương ơi. Mấy chị yêu xem like cho em thương xin một nút chia sẻ nha. Hôm nay là một rừng hoa. Vé hoa, đầm hoa, áo hoa gì đã đầy đủ rồi ạ. Ủa, sao nghe nghẽ vậy trời. Ai đang xem like cho em thương xin một nút chia sẻ nha mấy chị. Em giúp giúp tém chẹp và chuẩn bị cũng cạp lên nè. Cô mụn bự quá. Giờ em xíu em đẹp bình luận với chị nha. Cho em xin một nút chia sẻ đi nha mấy chị yêu. Giờ em kẹp cái đai lên rồi em biết mi. Nó cứ đứng im mà nó không chạy vậy ta. Yếu mà dữ vậy ta. Rồi, giờ em mới đẹp bình luận của mấy chị được đây. Giờ em một xíu xíu mờ ha. Rõ mà, coi rõ mà phải không mấy chị yêu. Mạng em yếu ghê ta. Đầm hoa có tê lẫn không chị? Chị Thương ơi, có đầm hoa tê dài nào 60kg vừa hem em mua cho má em. Có nha em. Wow, đẹp quá. Rồi mấy chị yêu ơi, xem like cho em thương xin một nút chia sẻ nha. Cái đi què thì nó mát cho ta. Bây giờ em hoạt động dữ quá. Nhà mày chị cứ trời vậy mà bắt đi què nó muốn chết. Rồi ai đang xem like? Hoa bí ngạn, khỏi chút hoa bí ngạn. Rồi siêu đẹp cho em nha. Mấy chị yêu ơi, xem like cho em thương xin một nút chia sẻ nha mấy chị. Chia sẻ bà càng nhiều nó giúp em thương nha. Mỗi chị cho em thương xin một nút chia sẻ đi mấy chị yêu dấu của em ơi. Để view lên rồi em lên đồ cho mấy chị nha. À đầu tiên lấy áo ngực vô chốt trước cái gì ba. Áo ngực, áo ngực. Áo ngực, áo ngực. Ai đang xem like cho em thương xin một nút chia sẻ nha. Nhà em vẫn còn sắt nha mấy chị. 59.000 một đôi nha. Nhà em vẫn còn tắt nha, 59.000 một chục. Em nói lộn kêu một đôi, 59.000 một chục tắt. Chị yêu nào chốt thì chốt cho em mã tắt nha. 59.000 một chục chắc cực kỳ về luôn nha mấy chị. Chắc cực kỳ về dùng bao sướng luôn. Rồi mặt nạ gieo thai kiều 79.000 một miếng, 7.900 một miếng. Em bán từ 4 miếng nha.
Ai mua một chục thì 79 ngàn. Ai mua nem cá thì 41 ngàn nha. Mặt nạ nhiêu hai chiều cho mấy chị mùa này đét cực kỳ đã luôn cho em nha. Siêu mượt, siêu mát, siêu đã. Rồi áo ngực em mới về đẹp lắm mấy chị ơi. Em có size 32, 34, 36, 38. Ngực này bao phê cho mấy chị luôn, siêu đẹp. Toàn mèo đẹp đẹp không à. Nè. Áo ngực có bàn tay nâng nha, 100 ngàn 3 con. Chị nào chốt thì chốt cho em nha. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Đã lắm, cái ngực này đúng phê luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn cho em. Độ co giãn của ngực. Rồi ngực xẹp, em có đủ mèo luôn. Combo 100 ngàn 3 món, không chọn mèo giùm em thương nha. Chị yêu nào chốt combo ngực thì chốt em combo ngực. Quá đỉnh luôn nè mấy chị yêu ơi. Ngực xẹp cực kỳ đẹp luôn. 100 ngàn 3 con. Nó có tay mút ngực luôn nha. Đó, nó có tay nâng ngực luôn. Rồi ai chốt combo 100 ngàn áo ngực chốt em mã áo ngực nha. Wow, tôi tự nhiên món ăn lên đó, nó mệt thế. Nóng nữa chứ. Không, nói chung là em từ giả có việc thả tiếp rồi, không thể chịu đựng nóng. Của xe la phải bật được quạt trước giờ vô la cái bật nắng quá chịu nữa. Em ba áo ngực ok viên lý nè, ba áo ngực cho viên lý nè. Lấy em chụp tắt gửi chung có áo ngực nha chị, ok kỳ lê nè. Rồi kỳ lê chị bắt cho nó ba cái áo ngực size 34. Kỳ luôn để quên. Chị ghi im yên hai phiếu á. Ba xéo. Không, con viên lý là ba xéo, còn không có con kia thì chị lấy giết kỳ vô đây. Mai bắt cũng được, vì nhiều mà không thiếu đâu. Kỳ ra. Kỳ chốt con ái là size 34. Kỳ lê á. Áo ngực size 38 cho chị Trà My Lương. Áo ngực siêu đẹp luôn mấy chị yêu nha. Đủ mèo cho mấy chị lựa chọn, toàn mèo đẹp không hề. Đây là tất cả bản mèo của nó nè. Từ da, từ xanh, không chọn mèo nha mấy chị. Ngực đẹp lắm, có bàn tay nâng luôn. Chắc này nó còn đẹp hơn chắc ngực kho cốt luôn á. Cho em ba áo ngực size 36 ok Trúc Phượng Nguyễn. Ba cái size 36 cho em Trúc Phượng Nguyễn. Đẹp cực kỳ nha. Em đang cầm con size 38 nè. Có bàn tay nâng ngực luôn. Kỳ lê là 34 nha không? Đó, có bàn tay nâng ngực luôn nha. Cực kỳ đã, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai chốt cho em là ngực nha. Ngực 100 ngàn 3 con. Combo 100 ngàn 3 con. 3 cái size 34 cho em Thanh Thí Nguyễn. Ok em yêu. Bản màu của ngực siêu đẹp luôn. Đen kem. Mỗi ngực được đựng trong một cái túi chip. Rồi em có ngực ren nữa nha. Chị 100 ngàn 3 con luôn. Chị là chốt ngực ren, chốt em ngực ren. Ngực ren là ngực có rộng nha. Ngực ren là ngực có rộng. Rồi mấy chị yêu là chốt ngực này, chốt em mã ren nha. Ren kèm theo size. Cũng 100 ngàn 3 con luôn. Rồi ngực su cũng 100 ngàn 3 con. Ngực su hoa cúc em còn size 34 thôi nha. 100 ngàn 3 con nha Hăng Đòn Cẩm ơi. Ok, 3 cái size 36 cho Trầm Võ. Con này đẹp lắm mấy chị ơi. Có bàn tay nâng ngực luôn nha. Đó, cực kỳ đã luôn cho em. Chắc cực kỳ phê. Có những cái lốt em đẹp đẹp này. Đó, đó đẹp lắm. Rồi mấy chị yêu ơi, chốt hàng giùm Thương. Áo ngực một combo 100 ngàn 3 con nha. Siêu đẹp luôn. Xẹp, em có mã xẹp. Đẹp lém lặng, em có mã xẹp và mã ren. Con liệu nó bỏ con đua hết rồi, nó lựa sai hết rồi. Rồi, mấy chị yêu chốt đi, em qua mẫu cho mấy chị nha. Rồi, con Đầm Thương đang mặc 139 ngàn. Eo 74, 76 đổ lại là mấy chị mang được nha. 139 ngàn con áo đầm hoa Thương đang mang. Có đủ màu cho mấy chị lựa chọn luôn. Kêu để mua ái gì. Rồi, Tina 3 cái 36 ok. Bữa em còn hàng chưa đi. Giờ em lấy một cái kèm theo được không chị? Không, em yêu chốt combo giùm chị nha. Kêu để mua cái đây về dán tường theo mẫu một cái quên hoài. Rồi con áo Thương đang mang siêu đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Đó, phía sau của nó có nơ để mình thắt nơ luôn nha. Mặt trước của nó có bảng chỗ này để thắt cái eo cực kỳ đẹp luôn. Rồi chốt em mã đầm hoa 139 ok em. Một đầm hoa. Một đầm hoa cho Vương Nguyễn nha. Rồi ok Vương Nguyễn, một đầm hoa cho Vương Nguyễn. 139 ngàn cho em nha. Đầm hoa cho Vương Nguyễn. Rồi ai chốt con đầm hoa Thương đang mang, chốt em mã hoa vàng nha.
hoa vàng này chị Ba, hoa vàng này. Rồi đầm hoa Thương đang mang có đủ màu cho mấy chị. Đầm hoa 139 cho em nha. Rồi con Thương đang mang chốt em là mã hoa vàng siêu đẹp luôn. Form này 40 cho tới 55kg là mấy chị mặc vô tư cho em nha. Eo 76 đổ lại là mấy chị mặc vô tư luôn. Rồi hoa vàng chốt em Huyền Trăng nè. Hoa vàng đó chị đó, nói chung chị đó. Hoa vàng chốt cho Huyền Trăng. Rồi ok Huyền Trăng 139.000 cho mấy chị cận cảnh mấy chị. Xem những cái đường nét của nó này mấy chị ơi, chắc cực kỳ phê và những cái điểm nhấn của cái đầm này nó bao đẹp cho mấy chị luôn. Đó, có cái bản boy nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn cho em nha. 139. Hôm nay đầm hoa áo hoa gì nó nhiều lắm mấy chị ơi, bình tĩnh mà mấy chị chốt nha. Rồi chốt em 139 hồng, có đầm hoa mèo hồng. Để chút chị qua mẫu kia thử 60kg mặc được không nha. Chứ còn cái này 60kg là mấy chị phải cao trên 1.6 dáng đẹp mấy chị mới mang được. Chứ còn 60kg mà mặc luôn là không mang được nha. Rồi ai chốt cho em chốt bưng cái áo ngực đi chỗ khác thì em mới chạy để em thêm mẫu. Rồi ai chốt con hoa vàng chốt em hoa vàng nha. Hoa vàng siêu đẹp cho mấy chị nè. Đó cực kỳ đẹp chưa. Nóng quá thả tép không được. Xong thả tép xuống đẹp nữa kéo chị. Rồi ai chốt hoa vàng chốt em hoa vàng. Mấy chị bình tĩnh để mặc mẫu cho mấy chị xem cho nó đẹp nha. Dễ chốt nữa. Kéo. Rồi con này chốt em mã này mã hoa tím đi. Ôi dễ thương quá mấy chị ơi. Siêu dễ thương luôn á. 139.000 mờ hả? Ba cái ngực không có size 37 em yêu ơi. Ngực hồi giờ không có size 37 đâu em yêu. Ngực 34, 36, 38, 40, 42 chứ không có 37. Nó có số lẻ không, chứ chẳng không có số lẻ nha. Rồi con này chốt cái em mã này là hoa tím cho em nha. Hoa tím mờ lắm hả? Chết bà đó. Mạng nó mờ làm sao em biết được đâu mấy chị ơi. Chịu thua em ơi. Hồi trưa mà giờ chốt lộn mã 12 qua 14 là chị chịu thua. Rõ chưa mấy chị ơi. Con này chốt em mã này mã hoa tím cho em nha. 139.000. Con này chốt em mã này mã hoa tím. Mờ lên mấy chị. Sao mạng này mà yếu dữ vậy. Ai biết hết rồi trời. Chốt. Rồi hoa tím cho chị Trần Ghi. Mạng mờ lên mấy chị. Mai ai phải mai mọi hình cảnh thử. Sao mạng mình nó yếu quá. Mạng làm anh yếu lắm. 65kg không vừa nha. Rồi con này chốt em mã hoa tím. Chà chết rồi, nó mờ là do mạng á mấy chị yêu ơi. Giờ biết làm sao đây. Rồi Khải Như ba con sao 38. Ok em Khải Như. Rồi con em Thương đang mặc chốt em mã hoa tím nha. Hoa tím. Con em Thương đang mặc chốt em mã hoa tím. Hoa tím nè. Đó siêu đẹp luôn. Thấy rõ chưa mấy chị yêu. Rồi con này chốt em mã hoa tím nha. 139.000 một con. Con này nếu mà những cái hot girl mà đang đứng like phải 180, 190 và 201 đó mấy chị ơi. Đó Quyến Siêu mua nhiều đồ đẹp quá. Đâu. Rồi con này chốt cho em mã này mã hoa tím. Áo ngọc không có size 40 chị yêu nha. Hoa tím 57kg cao không Phượng ơi. 57kg mà cao eo tầm 76 là mang được nha em. Cái đây lỡ gì chặt mấy con nghe em yêu. Tay chị Thương mặc là còn hâm rộng em một xíu xíu. Đó, nó có dây thắt eo nên mấy chị ốm là mặc thắt lại bao vô tư luôn. Rồi ai chốt hoa tím chốt em mã hoa tím nha. Hoa tím. Hoa vàng nè, hoa tím nè. Chỉ có 139.000 một con. Chắc nhà em là mấy chị khỏi phải lo nha. Những con này hàng hot girl nó đang mang giá. Nó là cực kỳ cao luôn. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Có giùm nha em. Có giùm mẹ. Rồi em qua mẫu hoa hồng. Rồi hoa hồng cho em nha. Trời ơi nó đẹp quá mấy chị ơi. Con này xong là đẹp nhất nách luôn á. Hoa tím cho chị rèm màng mỹ lên. Ok chị yêu. Trúc Phương Nguyễn ơi em cao không? Eo bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Rồi 57kg chị 55kg. Eo 76 nè. 74, 76 nè. 60kg phải cao mấy chị yêu ơi. Phải cao nha. Rồi cái đẹp mấy công về mặt chặt. Rồi con này chốt em hoa hồng. Trời ơi cái điểm nhấn của nó đẹp quá mấy chị ơi. Rồi con này chốt em mã này mã hoa hồng. Chị ơi nó bằng cái đầm hoa đỏ bữa không chị. Hoa hồng cho em Hiếu Huy. Cái hoa đỏ bi hả em hay là cái hoa đỏ nào. Hoa hồng. Bữa bị chặt hả.
cái hoa đỏ thôi, cái hoa đỏ 99.000 thôi em, hay là cái hoa đỏ bi 139.000 nha chị yêu Nguyễn, Nguyễn Nguyễn Thiên ơi. Hôm nay đầm hoa áo hoa về đầy đủ rồi, mấy chị yêu tranh thủ chốt áo hoa giá cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Rồi con này 139.000 cho em nha. Con này chốt em mã này là mã hoa hồng. Hoa hồng siêu đẹp luôn. Hoa hồng, hoa hồng cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự luôn. Rồi hoa hồng nha, chốt em hoa hồng. Mỗi con còn sót lại một mèo còn một con này. Hoa hồng cho em nha. Rồi em lên cái này kêu hoa đen lần vàng, chốt hoa đen đi. Đẹp quá. Chắc giữ lại con để dành đám cưới. Thằng trời đám cưới chân nào quên sờ. Cái thiệt chưa biết nghe nữa, mở lên đưa thiệt chưa biết. Đưa nhà dùng thạch á, quên lụm gì. Có màng im không? Có, ta mày dùng thạch cho nó. Để hết nhà thạch. Thế? Nói bữa cúng nó mà quên qua cầm. À vậy à. Rồi con này hoa đen lên vàng đẹp quá mấy chị ơi, 139.000. Hoa đỏ có mấy chị Trúc Phượng Nguyễn. Hoa đỏ ai? À không phải, không phải, được. Nó nói là hoa đỏ 99. À hoa đỏ hôm bữa là cái hoa đỏ của Thuyền hả em? Hoa đỏ của Thuyền hai hoa cho chị Nga vỏ. Trời ơi bữa đây hoa đẹp lắm chị Nga ơi, theo hồ vỡ là phải chốt. Hai hoa đen cho chị Nga. Cái hoa đỏ không phải nó chốt nha chị, không phải chốt nha. 62 kg cao 1m64. L78 là vừa nha chị, không cần hỏi ơi. Nói chung là L78 đổ lại là mấy chị bao vừa. Đó rồi mẹ em đang mang em còn nè. Cái hoa đỏ mà dây nơ dày thì cái đây nó rộng hơn cái hoa đỏ hồi bữa. Nó y như cái form hoa đỏ cái cổ vuông nha em. Rồi áo em đang mặc nè, nó còn nè. Hoa đen cho chị Trần Thúy là hết hoa đen. Hoa đen cho chị Trần Thúy là hết hoa đen. Rồi em còn hoa hồng, hoa tím và hoa vàng. Chị này chốt nhanh lên mấy chị vừa, nó đẹp quá. Đẹp lắm. Nói chung là nó rộng hơn cái form áo và dây hồi bữa dày. Còn nó y như cái áo hoa cổ vuông hôm bữa của chị Hương bán nha. Đó rồi em còn hoa hồng nè. Cho mấy chị xem cận cảnh hoa hồng. Rồi em còn hoa hồng, hoa vàng và hoa tím. Rồi em còn 3 hoa nha. Quần dán ở đây để treo mẫu đầm hoa mất. Ghê. Mẫu này vẫn còn treo lên phía sau rồi. Cách sau treo nó biết. Đẹp ghê luôn mấy chị yêu ơi. Đó 139.000 nha. Em còn hoa vàng nè. Hoa vàng, hoa tím và hoa hồng. Rồi em qua mẫu nha. 139 em Hương qua mẫu. Hôm nay về được 3 mẫu đầm và rất là nhiều áo hoa. Áo hoa giá 79.000 thôi mấy chị, siêu đẹp luôn. Áo hoa em Hương đang mẫu á, đẹp cực luôn. Tầm đi tiệc. Nó rộng hơn cái đầm hoa mà hồi bữa có cái nút dài này ta. Cái đầm đó hình như chị lấy cái đưa xuống hay không? Đây đây. Nó rộng hơn cái đầm này, còn sót một con đầm này nha mấy chị, 129. Nó rộng hơn cái đầm này. Hôm bữa em mua là đầm hoa đỏ là hoa cái hoa nào. Đó. Rộng hơn cái đầm này nha. Có đầm đi tiệm màu đỏ chút xíu hướng lên. À không cần hỏi là kệ tôi hả? Ok kệ tôi. Hoa hồng vậy, hoa hồng cho kệ tôi. Có đâm đi tiền màu đỏ chúng tôi lên nha. Nó về được 3 mẫu đầm, 2 mầm hoa và 1 đầm kia. Giờ thương lên mẫu cho. Hoa đen cho cái chạy gì nè, yên giá rồi đó. Con này rộng rãi hơn nè, Trúc Nguyễn, Trúc Ly gì ơi. Em chốt cái này nè. Đó. Đẹp ghê, con này rộng rãi hơn một xíu nữa nè. Em chốt qua cái này đi Trúc Phượng Nguyễn. Chốt qua mã này. Cái này nó có dây thích eo nên mấy chị nào mà eo nhỏ, eo nhỏ thì mấy chị cột lại nữa là rất là đẹp luôn. Hồi sáng chị gọi em phải không? À đúng rồi, chắc không hồi sáng bên nhà chị gọi chốt đơn em ơi. Rồi, đẹp chưa? Hoa đây đẹp. Quá đỉnh luôn, 139.000 cái điểm nhấn của cái cổ này mấy chị ơi, nó đẹp quá cái tay của nó. Con này mấy chị chắc 108 kg, mấy chị mặc cô tư á. Con này eo hơi rộng hơn. Chưa lai áo chuẩn bị chị lai. Ô con này có tuổi luôn mấy chị ơi, con này đẹp quá. Rồi mã này chốt em mã hoa to thế ra. Hay mã 2 đi. 2 hồng. Chốt em mã 2 hồng.
hai hồng tức là mã số 2 mèo hồng nha mấy chị. Phun này chắc mấy chị 58kg, 60kg, cao trên 1m6 mấy chị mặc vô tơ luôn. 139.000 cho em ạ. Còn riêng ngố nha cà rốt ơi. Rồi mã 2 hồng cho em nha mấy chị, 139.000. Hàng này hot girl đang like chỗ nào rẻ nhất là 189.000 luôn á mấy chị ơi. Những cái bạn hot girl bạn đứng bạn like, em già rồi không phải hot girl nữa nên giá thấp hơn. Rồi tối nay like dồn đơn, ok em yêu. Cái form mà em đang mang là chắc mấy chị 58kg là mặc vô tư luôn á. Em mặc rộng hơn cái form kia. Đó có cái dây thắt eo nữa nên mấy chị mặc vô tư luôn, không có sợ. Mã 2 hồng chốt cho chị Túc Ly nè. Hổm neo bánh và Túc Ly. 2 hồng cho Túc Ly nè. Rồi mã 2 hồng cho Túc Ly. Mã 2 hồng, hồng nền vàng đẹp quá các chị ơi, 139.000. Mã 2 mèo hồng nền vàng siêu đẹp cho mấy chị luôn. Hàng này là hàng có túi eo thương mặt nè đó. Nó hơi rộng một xíu nên mấy chị 58kg là mấy chị mặc vô tư. Chị nào nhỏ con cứ riết cái eo lại là được nha. Rất là đẹp. Rồi con này chốt em mã 2 hồng. Rồi ai chốt mã 2 hồng không em lên màu nha. Em có mã 2 đỏ nữa nè. Mã 2 mèo đỏ cho em nè. Mã 2 mèo đỏ siêu đẹp luôn. Rồi chị nào chốt mã 2 đỏ chốt em mã 2 đỏ kia xuống chị. Đỏ còn kia chứ. Rồi mã 2 hồng chốt với chị Diễn Trăng. Hello Mai Nguyễn, cười gì đó Mai Nguyễn ơi. Rồi mã 2 đỏ siêu đẹp luôn. Rồi mã 2 hồng cho chị Duyên Trăng. Duyên Trăng lên số điện thoại thương mới chốt đơn, không có rộng đâu em. Thanh Diễm ơi, có cái dây cột em yên tâm. Thanh Diễm lên số điện thoại mới chốt đơn nha Thanh Diễm ơi. Thanh Diễm lên số điện thoại chị chốt đơn. Quên nó lộn, Duyên Trăng chị nó lộn, chị nó lộn. Ok em. Duyên Trăng lên số điện thoại chị chốt đơn nha. Nó có dây thắt eo nên vô tư đi. Đó. Rồi chốt em mã này mã 2 đỏ tới gần cho mấy chị thấy cái hoa đỏ nha. Đó, điểm nhấn cho cái cổ nó như thế này nè. Tay của nó đẹp chưa? Rồi chốt cho em con này là mã 2 đỏ nha. Mã 2 đỏ, em có mã 2 đỏ. Mã 2 đỏ. Ok Duyên Trần, mã 2 hồng cho Duyên Trần. 2 hồng cho Duyên Trần. Rồi mã 2 đỏ. Shop mình em ở Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định nha mấy chị yêu ơi. Ship toàn quốc nhà em là 30.000. Ship trong huyện Hòa Nhơn 10.000, trong tỉnh Bình Định 20.000, toàn quốc là 30.000 nha. Rồi con này chốt cho em mã là mã hoa đỏ. Con này có tụi luôn mấy chị bạc chụp hình rồi cái tay mình vụn về không biết để đâu rút vô cái tụi này. Đó, bạc điện thoại rồi mấy chị vô tư luôn cho em nha. Hello bà Mẫn Hình Thu. Lên chốt áo kiểu đúng không? Rồi em còn một cái hoa vàng nữa nha. Còn một mẫu đầm nữa là em Thương sẽ qua mẫu áo cho mấy chị yêu chốt nha. 139.000 thôi mấy chị. Ừ, hồi nãy quên, tự nhiên quên giới thiệu cái nịt bụng rồi. Nịt bụng về cho mấy chị, nịt cho nó nhỏ bụng rồi. Chị Thương, bà già càng ngày càng trĩ ra nhiều vậy. Cảm ơn em lắm Nguyễn nha. Rồi con này chốt em mã này là mã hoa vàng đi. Hoa vàng, đó, mẫu y chang Thương. Hồi nãy giờ mà nó hoa của nó là hoa vàng nha. Siêu đẹp chưa. Rồi hoa vàng mấy chị ơi. Em lấy một ít lịch bụng này cho mấy chị dùng nè. 49.000 thôi, chia lại dùng. Em quên, đầu ra em quên chứ. Chị nào thích lịch bụng thì chốt cho em 49.000 thôi. Có 49.000 cái lịch bụng đây. Đẹp luôn, nó có nhiều nắp cho mấy chị lựa chọn. Co giãn nè, nó co giãn thoải mái đẹp. Đó, sướng ghê không? Mấy chị nịt cái này nè, có lỗ thông hơi nữa nè. Đó. Ok, hoa đỏ cho chị Sơn Võ. Mã 49 cho em nha mấy chị. Đây đây, là dài là lái về nịt cho mấy chị làm đẹp đây. Đó, có lỗ thông hơi, nắp gài của nó nè. Ai bụng bự nịt vô. 49.000 thôi mấy chị yêu dấu ơi. Không, bây giờ em không thể đứng gài hết được đâu nha. Đó, 49.000 về với chị nịt bao sướng luôn, co giãn cực kỳ thoải mái. Ai chốt nịt bụng là chốt em mã 49 nha. 49 em có đem quà da, 49.000 một con thôi. Chia, cái này là chia cho mấy chị dùng. Chia cho mấy chị dùng, 49.000 một cái nịt bụng nha. Cho mấy bà cứ rên bụng bự đó, co giãn sướng lắm. Có lỗ thông hơi nữa nè. Đó, có đệm sắt để giữ cái vòng eo nữa nè. Đó, đã 49.000, mấy chị chốt anh. Ok chị Trần Tiến, cái hoa vàng mã 49 cho em ơi Tốt Ly.
À, vậy em lấy cái hoa chị Đăng Hương đang mang đây đi em yêu. Rồi mã 49 cho Tốt Ly, hoa vàng cho chị Trần Tiến. Form này 58 kg với chị mặc vô tư nha, hoa vàng này chị, hoa vàng này. Hoa vàng này chị Trần Tiến. Rồi mã 49 là quần này gen bụng nha, gen bụng. 49 nha chú em, mã gen bụng. Hoa đỏ cho em Thanh Diễm. Hoa đỏ cho Thanh Diễm. Hoa đỏ này chị. Hoa đỏ cho Thanh Diễm. Rồi mã 49 cho em Trâm Bảo. 49. 49 cho Trâm Bảo. 49 cho Trâm Bảo. Rồi 49 mèo đen cho em Võ V Kim Thương. 49 là mèo kim. Rồi 49 mèo đen. Mã liệt bụng cho em Hòn Thiên Nghiễn. Mèo đen cho chị Diệp Bách. Một liệt bụng cho Nhàn Võ. 49 nha một cái bà Lý ơi. 49 mèo đen cho Phan Hồng. Ống Phan Hồng mới gửi dạy mua về liệt em ơi. Liệt bụng mèo nâu cho em Nhàn Võ rồi. Em một cái 49 mèo đen ok em yêu. Mèo đen mèo da vậy thì thấy chị mua hai cái chứ. Mua hai cái nó thật luôn. Nếu mà mình liệt á mình mua hai cái. Để khi mình giặt cái này mình có cái khác mình liệt cho mấy chị. Chứ không chẳng lý tới nè mình giặt mình thả bụng không nè. Đó mấy chị muốn kết hộp mà nó nhanh giảm á, thật sự là rất là nhanh giảm luôn nha. Mấy chị mua thêm cái thoa bụng á, về mình thoa rồi mình liệt lại. Có nhiều chị chầu ơi, ba bịt thêm cái ấy nữa mấy chị ơi, ba bịt thêm cái vào quán đồ ăn nữa. Nó giảm nha, giảm cực kỳ giảm á. 49 ngàn một con, chia đi dùng thôi nha mấy chị yêu. Mỹ Sang, ok Mỹ Sang có rồi. 49 đen cho chị Dung Võ Thị Dũng. Quên Dung Võ Thị Dung chặn lại. Ok em, ok em Trúc Liên Nguyễn. Trúc Liên Nguyễn là một cái đầm gì em đang mang. Bỏ vô, Trúc Liên Nguyễn để lộn. Rồi một mèo đen cho Nguyễn Nhàn. À, chị hỏi cái này chị Tân Tân tầm em đang mặc hả? Tầm 58 kg nó lại là mấy chị mặc vô tư. Này đó, độ co giãn của cái độ nịt bụng này mấy chị nên nó cực kỳ thoải mái cho mình. Đặc biệt là có cái lỗ thông hơi nha. Cái này là những nẹp sắt để nó cố định lưng cho mình nha. Đó, đai gà của nó là máy nắp luôn nên mấy chị mặc cực kỳ thoải mái luôn. Chị có 49 ngàn một con. Chị bao nhiêu ký vậy chị Thương? Chị 55 kg nha em. Chị 55 kg, cao 1m6, nặng 55 kg, eo là eo 76-74. Thế nhịn ăn thì nó 74 và ăn lên nó 76. 49 ngàn bà Lý ơi, 49 ngàn. Rồi chị là chốt liệt bụng, chốt liệt bụng nha. Chị có 49 ngàn một cái thôi, chia nhau dùng thôi á mấy chị. Rồi em qua cái mã đầm này nữa rồi hãy lên áo. Đầm chị đang mặc là 139 nha Thanh Khuê ơi. Chốt cho em nha, em tắt điện thoại ru con ngủ đây. Rồi ok chị chốt cho em rồi nha. Chốt cho em rồi. Ru ngủ hút. Em lại như tiền này. Đầm em đang mặc là 139 ngàn nha. Để em lên thử con đầm nó dán như vậy. Là 159. Cái đầm em đang mặc là em đang cầm đây là 159 để em lên. Nguyễn Thị Vĩnh My. Rồi ai mua nịt bọng thì nịt bọng. Đầm Thương đang mặc là 139. Chị yêu này chốt thì chốt. Rồi em qua con đầm này là 159 cho em nha. Con này là 159. Con này chắc không phải là đầm hoa. Đó, nó là giải đuổi xịn luôn. Một năm chín. Đẹp quá chị ba. Trời ơi, cái khôn nó mê lên giống mê cho im dữ trời. Con này đẹp quá. À, đầm em cầm sợ chị không được với chị Diệp Bách ơi. Sợ cái ngang của chị nó hơi to á. Rồi con này chốt em mã đầm trắng 159 ngàn nha. Con này mấy chị đi biển mặc chụp hình cũng bao phê luôn mấy chị. Giả sử có mũ lên, mặc đi biển đậu có mũ lên coi. Trời ơi, vừa đi tiệc vừa đi biển bao phê luôn nha. 159 ul cho em nha mấy chị. Thêm cái mũ 35 ngàn nữa. Đấy đó, bữa là đâm cứ mà. Thêm cái mũ 35 ngàn nữa đi biển chạy tung tăng tung tăng. Quá đỉnh luôn á mấy chị ơi. Rồi 159 ngàn. Đầm em Thương đang mặc nha.
Ok, bà Nguyễn Lĩ. Nguyễn Lĩ một cái liệt bộ. Đó, đậu thêm cái mũ Hương đang đậu nữa lên y bà luôn. Mấy chị đi biển cũng đẹp mà đi tiệm cũng bao sang luôn. Mấy chị ơi, con này đẹp quá. Form này chắc 55-56kg đấy mấy chị. Đó, đẹp chưa? Rồi, con này chốt em mã đầm trắng nha. Đó, vừa đi biển, vừa đi tiệc tùng, vừa đi gì cũng đẹp hết trơn á. Rồi, chốt em Hương đi mấy chị yêu ơi. 159 nha. Đầm Hương đang mặc 159 nha, siêu đẹp luôn. Rồi, chị nào muốn chốt con đầm Hương đang mặc chốt em mã đầm trắng nha. Đầm trắng 159 cho em nha. Đó, đậu mũ lên kết hợp đi biển cũng đẹp mà đi tiệc tùng cũng ba sang luôn mấy chị yêu ơi. Quá đẹp luôn nè, cái tay nó dễ thương quá. Rồi chốt em mã đầm trắng nha. Đầm trắng 159 size 55kg nó lại cho em. Hai con đầm trắng. Đầm trắng rồi nó có mèo đỏ. Thế chị nào hỏi mèo đỏ đâu. Rồi đầm trắng cho chị Trần Văn. Ok chị yêu. Đầm trắng cho chị Trần Văn. Chị dám đẹp bằng quá đỉnh luôn mấy chị ơi. Đây có về quý lại nữa không chị? À, túi sách hả em có, chị có túi sách, ngày mai chị la túi sách với về nha. Trưa mai đi. Đầm trắng 159 ngàn cho em nha, siêu đẹp. Rồi em lên mèo đỏ đô. Cái đỏ đô này đẹp quá, cái đầm trắng này đẹp quá đấy mấy chị yêu ơi. 159 ngàn cho em. Ok chưa? Bà đá đô này đẹp quá. Mèo đá đô này nói mấy chị rồi. Nói chung là cái mèo này đi tiệc bao sang luôn. Cho em xem ghen nịt bụng. Rồi, chốt cho em đầm đỏ nha mấy chị ơi. Mèo đỏ đô quá đỉnh luôn. Nó đẹp quá vậy mấy chị không chốt à, đi chứ đừng tung tăng nha chị. Ờ đây đi. Dễ tung tăng nha. Rồi con Hương đang mặc chốt em mã đỏ đô 159. Quần tay chị đang còn size S nha. Cả hai mã đều còn size S. Mèo trắng nè. Mèo trắng nè. Rồi mèo đỏ Hương đang mang có 3 con mèo đỏ nè. 159 ngàn thôi nha mấy chị yêu ơi. Siêu đẹp cho mấy chị luôn. Rồi nó có mèo nâu và mèo vàng nữa. Nó có mèo nâu và mèo vàng nữa. Em sẽ lên nâu và vàng cho mấy chị yêu nha. 159 ngàn còn trắng đỏ nâu và vàng. Chị nào nể hỏi có đầm đi tiệc mèo đỏ đâu. Đẹp nhất nách luôn mấy chị ơi. Rồi có mèo nâu và mèo vàng. Chốt đỏ đó mấy chị. Đỏ đô này đẹp lắm. Đầm này mấy chị không chốt, chốt gì được mấy chị yêu ơi. Nó là đẹp nhất nách luôn. Đẹp lầm lộn luôn á. Tiệc tùng bao sang luôn. Rồi em lên mèo vàng cho mấy chị nha. Lên mèo vàng. Mèo vàng ai mà nước da trắng là bao đã luôn. Rồi mèo vàng. Rồi 159 vàng cho Thảo Thanh. Cho em xem em chọn mèo gửi đơn chị. Đầm chị mặc 54kg bao vừa nha Hương Nguyễn ơi. Mèo vàng cho Thảo Thanh. Vàng cho Thảo Thanh, có đầm bầu bông tre không được em yêu, 159 ngàn. Long hoang, chị đâu có nhớ xã rồi hay không em yêu ơi. Giờ hỏi em không nhớ chị ơi. Hàng ngày em có cái lưỡi làm đơn á, nó gọi điện nó báo với chị sao là y dạy nha. Trường hợp có gì thằng nào mấy chị gọi điện cho em nha. Đẹp nhất nắp lên sợ không dám mua hả. Rồi mèo vàng. Có đầm hoa nhí rồi, để Thương lên đầm hoa nhí rồi đấy. Hồi nãy Thương có lên, không có máy để treo cái này bật mình đi. Treo lần không phải rất xem nhịp bụng đi chị. Rồi ok. Cái mèo nâu tay là cũng đẹp lắm này mấy chị. 58 cái chị cao là mặc vừa cái này nha. Cái con nâu tay là siêu đẹp luôn á. Rồi chị yêu là chốt mã nâu tay. Chốt cho em mã nâu tay nha. Nâu tay. Nâu tay đây là nhịp bụng nhưng em có đeo ngoài da. Nhịt bụng nha. Đó. Rồi Thảo Thanh lấy một cái mũ. Ok em Thảo Thanh. Lấy mũ hai hoa này cho nó đẹp nha. Thảo Thanh lấy một mũ. Đầm này ta nói đi biển đi đồ là bao đẹp luôn. Form này 58 chứ mấy chị mặc vô tư. Bồng luôn hả?
đầm đỏ 55 cây ca chắc mặt không vừa, đầm đó 55kg chắc em mặc không vừa hả chị? Chị 55kg nè. Em thương 55kg, eo 76, nặng 55kg, cao 1m6. Đầm vàng 159 cho em nha mấy chị. Rồi đầm vàng thương đang mang có mèo đỏ, mèo vàng, mèo trắng. Nâu tay cho chị hoa đỏ, hoa đổ à, không mũ theo hồi nãy chị đổi ra. Ok em, thích hoa tím, đổi cái mũ hoa tím đó. Cái mũ hoa tím chị. Mũ hoa tím nâu tay người ta không? Ừ, người nâu tay. Đầm vàng cho chị Nguyễn Duyên, ok. Nâu tay cho chị Nguyễn Duyên Trăng. Đầm vàng cho Nguyễn Duyên chạy. Nâu tay cho Nguyễn Trăng. 64kg sợ không vừa đâu Nguyễn Hương Nguyễn ơi. 64kg quá hết rồi. Về giảm cân nha. Lấy em cái mũ mà chị đội xeo nha. Ok, mũ hoa tím. Mũ hoa tím, mũ có 35.000 nè mấy chị. Thật sự luôn. Phối hộp như thế này em nói với chị là đẹp nhất nách luôn. Hoa vàng là chọn hoa vàng nha. Hoa vàng là chọn mũ hoa vàng nha. Nó có dây luôn mấy chị. Mũ này là có dây luôn mấy chị. Đi đâu tung tăng chị nhẹ cũng không sợ rớt luôn nha. Đó. Còn mình muốn đầu kiểu chụp ảnh bỏ dây lên chụp cho nó đẹp. Quá đẹp luôn. Đi tiệc đi biển về chuẩn bị 30 tháng 4 ngày lễ. Ở đây thì này mấy chị đi biển tung tăng chụp hình cho nó đẹp nha. Con này không chốt chốt gì nữa mấy chị ơi. Thật sự luôn. Mũ con này này. À, thăm cái mũ hoa, có cái hoa tím này. Nó lấy cái mũ hoa màu tím á. Lấy em hoa vàng cho hộp với áo chạy. Lấy hoa vàng đó, ok, con này đậu liên tục. Thảo thăm hoa vàng, đậu cho nó cái hoa vàng. Đấy. Rồi, được chưa? Em quay áo hoa cho mấy chị yêu chốt nha. Rồi, đầm thương đang mặc 159.000. Hiện tại em còn vàng nâu tay hết hả chị? Nâu tay hết đúng không? Rồi, mã này chốt cho em mã 3 nha. Em có 3 vàng này, 3 vàng, 3 trắng. Ba vàng, ba trắng và ba đỏ. Mã 3 kèm mèo dùm thương nha. Đó, mèo trắng và mèo đỏ. Vàng, trắng, đỏ. Siêu đỉnh, đưa cái đỏ khui rầu quá chị. Áo chấm bi hả? Có đầm chấm bi à chị Phương Lê ơi. Mũ hoa tím, coi thử hoàng hoài kia còn mũ hoa tím không chị? Chắc còn, chứ một đống mũ lắm hả? Còn size S cũng 2kg nha em yêu. Đó rồi, hoa đỏ nè. Mã 3, 3 trắng, 3 đỏ và 3 vàng thương đang mang. Rồi thương qua mẫu nha. Đầm đẹp quá không muốn cẩu ra luôn á. Nhưng mà giờ phải cẩu để mặc áo hoa. Hết hoa tím rồi bên, hết hoa tím hả? Hoa tím âm sầm mà hết hả? À, Ngô Hoài Hảo lên số điện thoại nha em. Hết hoa tím lắm rồi. Mấy cái hoa bự này cho nó đẹp nè. Còn hoa vàng đúng không? Còn hoa vàng không em? Mẫu còn hoa vàng. Mẫu còn hoa vàng với hai hoa. 35.000 cái mẫu cho mấy chị yêu. Đây là vàng 2 đi, hoa vàng 2. Mẫu còn hoa vàng với hai hoa vậy nè. Đó, mấy chị muốn chốt cái nào chốt. Rồi hai hoa nhí nữa nè. Hai hoa nhí nữa nè. Ok. Vàng cho ấy. Đậu cho nó thì sao phải. Ai vậy? Không có hoa tím. Ừ, không có hoa tím. Vàng cho chị Ngô Hoài Hảo. Ngô Hoài Hảo em phải cao nha. 58kg phải cao nha. Rồi em qua mẫu. Em lên mẫu áo nha. Đừng có quần đùi riêng cho em đó chị. Vàng nữa là hết vàng, còn đỏ và trắng. Đầm nhà không mua gì mấy chị ơi, nó đẹp khang luôn. Quá đẹp luôn. Rồi em qua áo hoa, đồng giá 79.000, chị là không mình giùm em chứ. Mẫu hoa vàng cho Mỹ Phước. Hoa vàng hả chị? Ờ quên chắc ghé giùm em mới cẩu được chứ. Mẫu hoa vàng 2 nha. Ok, Dung Võ Thị Dung. Hết hoa tím rồi, lấy cái hoa vàng 2 đây nè. Cho Dung Võ Thị Dung. Ờ, Dung Võ Thị Dung. Rồi để mình phước để em in cho. Ờ. Dung Võ Thị Dung có thể được rồi. Có giá nào đi. Ừ, có Dung Võ Thị Dung là được. Rồi, áo hoa đồng giá 79.000 nha. Để em mặc mẫu ra.
có 56 mày không vừa đâu nha. Chị đã giới thiệu rồi đó, sẽ có hoa vàng của Ngô Mai Hảo đi. Sẽ có hoa vàng của Ngô Mai Hảo đi chị. Mày căm. Có không? Cái vàng á, cái vàng nó lộn của hoa hoa. Mới nó thầy chưa có bỏ phiếu vô cho cái áo vẫn còn đây nè. Chưa bỏ, chưa bỏ. Xí nha. Ờ. Này cho em tấm tép cho em hiểu á. Này áo hoa đồng giá 7 kg em ghim nữa nha. Không vừa đâu chị ơi, phúc công. Có kiểu mèo nha em. Áo hoa đẹp lắm, đẹp quá tép nữa nè. Phía sau nó có lưng bản bo, phía sau đó là bản bo đó mấy chị mặc vô tư luôn. Mờ rồi hả? Mờ rồi, thấy mấy chị rõ lại chưa? Nó đẹp quá mà nó mờ uống hết trời. Rồi áo hoa tôi đang mặc chốt em là mã đẹp quá. Thưa mặc đẹp quá, hết mờ cho mấy chị 79 ngàn. Con này nó có bản bo ở phía sau nên mấy chị mặc vô tư luôn. Để con này để nó là mã số 5 luôn. Rồi 79 ngàn chốt em mã này là mã. Ô nó đẹp, đẹp nhất nách luôn mấy chị ơi. Bản bo dưới này nha, phía sau nó có bo chung nữa. Ố nên mấy chị 60 kg mấy chị mặc vô tư luôn cho em. Ừ, 40 kg mặc cũng được mà 60 kg mấy chị mặc cũng được. Đầm chị nể mặc như vậy, đầm chị nể mặc 159 nha, bị giật rồi hả? Rồi cái này chốt em mã này là áo xanh đi, áo xanh, hoa xanh. Rồi hoa xanh cho em nha, phía sau nó có bảng bo, đó hoa xanh 79 nha, chốt nhân chốt lị luôn mấy chị yêu ơi. Hoa xanh 79, chốt em mã hoa xanh 79. Trời ơi, tay dài như thế này nữa cho nó đẹp cực hồn luôn. Rồi hoa xanh 79 ngàn. Phía sau đó có bản bo. Rồi con này chốt em mã hoa xanh nha. Em có 3 con hoa xanh. Hoa xanh 79 nè. Chốt em mã hoa xanh 79. Hoa xanh 79. Hoa xanh 79. Rồi ai chốt chốt hoa xanh 79. Thôi Hảo ơi, bây giờ chị không biết đâu, do em khách mới rồi mấy công gửi tới rồi mặc kêu à. Mặc vừa không vừa rồi xả đó mấy công. Nhưng em nói chung là cái đầm hồi nãy chị mang eo 76 đổ lại là vừa, còn cao bao nhiêu chị không biết nha. Do nãy kêu nem lem rồi giờ kêu 60 rồi mấy công nữa. Mè nào cũng đẹp á. Ừ, cái mè nào cũng đẹp hết á. Cực kỳ đẹp. Rồi con này chốt em mã này mã hoa xanh nha, 79 nha. Hoa xanh 79. Hoa xanh 79. Rồi bây giờ em qua cái xanh dương. Em qua mẫu này. Hoa xanh cho lon hơn. Chắc không đẹp hơn hồng lấy tiền mấy chị luôn á. 79 ngàn nó cực kỳ đẹp luôn. Cột cái dây phía xe cho đẹp vậy đây. Sao nhè vậy chị hả? Chắc do mạng lắm chị ơi. Sao mạng hôm nay nó bị cái gì vậy trời? Cột nấy rồi. Thở bê gì mà cột chậm dữ. Rồi con này siêu đẹp. Con này mấy chị có thể mặc trẻ hoa nha. Rồi cái hoa xanh cho chị Long Hon nè. Hoa xanh cho chị Long Hon. Rồi con này chốt em mẻ này mẻ xanh đậm đi. Chị coi lại đầm, trời ơi đầm đẹp lắm. Thiệt bọng 49 ngàn nha. Mờ quá hả?
đầm đẹp lắm, coi lại đầu like mấy chị ơi, coi lại đầu like á mấy chị chốt, đẹp cực luôn. Rồi con Thương đang mang cực kỳ đẹp nha, phía sau của nó này có cái dây cột này đó, để nó không bị rớt vai á. Con này mấy chị có thể mặc trẻ vai được luôn, mình muốn trẻ vai mình thả cái dây xuống để mình trẻ vai nha. 79.000 con này, chốt em mã xanh dương đó. Form này 58, 40 tới 58 kg là mấy chị mặc vô tư cho em nha. Con này mấy chị có thể mặc trẻ vai đều được đó, mấy chị có thể mặc trẻ vai đều được cho em nha. Chị nào mà thích sexy siêu gợi mặc cái chân váy rồi mình có thể mặc trẻ vai đều được đó. Con này chốt cho em mã là mã xanh đậm, hay không thích trẻ vai mình có thể đưa vai lên. Xem hoài thì mấy nhỏ xì tin cái liệt bọn 49.000 để giờ chị, em biểu chị dơ lên hoài luôn á, chị dơ mấy lần luôn rồi em yêu ơi. Rồi con này chốt cho em mã là mã xanh dương nha, xanh dương 79.000 cho em nha. Chốt em mã là mã xanh dương, áo hoa siêu đẹp luôn. Rồi con này chốt em là mã xanh dương, xanh dương 79. Chốt cho em mã xanh dương 79, xanh dương 79. Rồi mẫu y chang Thương đang mang nó có cái hoa trắng nữa nha, xanh dương 79. Chị là chốt em mã xanh dương 79 nha, siêu đẹp cho mấy chị luôn. Rồi mẫu Thương đang mang nó có cái màu này nữa, em sẽ mặc lên màu cho mấy chị xem nha, xanh dương 79. Bạn nhưng mà cứ đứng hoài rồi. Chắc là bao phê cho mấy chị luôn, 79.000. Kéo lên chị ba. Bà chị hàng xóm, để bà chị hàng xóm chốt rồi nha, chị ớn lắm rồi à. Chị ớn cái nạn mà bà hàng xóm qua coi mua lắm rồi, chị nói thiệt. Máy dụ rồi. Bà hàng xóm qua coi mua ngày mai bà hàng xóm đậu ý qua điện chốt đơn, bà hàng xóm đậu ý rồi chị ơi, bà hàng xóm không nhận nữa. Bà đó qua mượn mấy em bác coi, chị bác coi xem bà chốt giờ bà không nhận nữa. Nên không, bé mình chốt rồi mấy chị yêu. Rồi con này chốt cho em mã này mã hoa trắng, nó y chang cái hoa xanh thương mặt luôn mà nó hoa trắng nha. Đó, siêu đẹp cho mấy chị luôn. Đó, ai đang hỏi áo hoa đâu, áo hoa cực kỳ đẹp cho em nha. Rồi con này hoa trắng 79.000, hoa trắng 79.000, hoa trắng 79. Đây mấy chị ơi, form chắc của nó nè, đó, rất là đẹp cho em nha. 40 cho tới 60kg, 58 đi, 58kg là mấy chị mặc lô tư cho em nha. Rồi con này chốt cho em mã này là mã hoa trắng, hoa trắng, hoa trắng 69. Chốt cho em mã hoa trắng 69, hoa trắng 69. Hoa trắng 69. Bạn con không được. Bạn con không được ấy. Rồi em qua cái mẫu này cho mấy chị nha. Con này lên em mã hoa hồng. Bạn xem mờ đấy mà sao? Mờ đấy hả mấy chị yêu? Bạn mờ lắm hả? Hoa trắng 69 cho em nè. Hồi để mấy cái mã này xong rồi cái hoa chị xếp chung với nhau. Rồi con này phía sau nó có bảng bo, hoa nó mặc cực đẹp luôn mấy chị yêu. Đó, chỗ cái chắc hoa nó mấy chị là bao ghiền luôn nha. Rồi 79.000 một con, chắc đó mấy chị là mặc bao mát bao phê luôn. Lúc mờ lúc rõ hả? Rồi 79.000 cho em nha, con này siêu đẹp luôn. Phía sau nó có bảng bo. Rồi 79.000. Con này chốt cho em là hoa hồng đi. Hoa hồng thì để giờ chưa có hoa hồng, hoa xanh, hoa trắng không?
hoa hồng. Rồi con này chốt cho em là mã hoa hồng. Chị lên vé hoa đầu lai rồi á. Em lên vé hoa đầu lai rồi đó mấy chị. Con là mặt đẹp quá. Rồi con này chốt em mã này là mã hoa hồng nha. Hoa hồng. Em có 5 con hoa hồng, 4 con hoa hồng. Chốt em mã hoa hồng. Cái vải này nó đẹp lắm đó chị ơi. Vải lụa y như vải mà mê đầm hoa, giá hoa đó. Con nó mát mà nó mặc đẹp cực kỳ luôn. Đây, xem cận cảnh cái chất vải cho mấy chị xem luôn. Em xem lại đầu like giùm chị nha. Giờ không thể một mình em chị lên lại được nha. Mỗi lần lên lại nó lâu lắm. Xem lại giúp chị nha. Con này chốt em cái hoa xanh đầu lai nè, hoa xanh đầu lai nè. Đó, y chang áo em đang mặc nhưng mà nó này hoa này là hoa này xanh. Chốt em mã hoa xanh. Hoa xanh. Rồi con hoa hồng Hương đang mang. Hoa hồng đang mang nè, chốt em mã hoa hồng. Hoa xanh đang kiểu này. Kiểu đó. Kiểu đó đó. Hôm nãy cũng vậy mà chị xếp lộn qua. Hoa xanh nó còn một mã. Rồi hoa hồng. Em có cái hoa này nữa nha. Như hoa vàng đi. Hoa vàng. Này chốt em mã này là mã hoa vàng mẫu Hương đang mang nha. Đó. Hoa hồng cho Lai Nguyễn. Hoa hồng chốt cho em Lai Nguyễn. Hoa xanh chốt cho Trâm Bảo. Rồi em lên hoa vàng. Đẹp lắm mấy chị. Mẫu của nó này nha. Phía sau nó có bảng bo nên mấy chị mặc cực kỳ thoải mái nha. Rồi ngâm ni. Ngâm ni là chốt em mã hoa hồng. Hoa hồng. Ngâm ni là hoa hồng. Rồi em qua một cái mã hoa này nữa cho mấy chị nha. 79 nha. Em lên con hoa vàng. Hoa vàng có 2 con, hoa khỏi lên mẫu đi. Lên cho mẫu đây. Hoa vàng có 2 con này. Lên cái hoa này. Con này kiểu hoa nâu á. Chờ em một xíu. Đầm lai hoặc đầu lai rồi nha. Không có cái để treo cái đầm ở phía sau bật mình nghe. Không nên khi để lên mua nó rớt hoặc khi để lên mua quên trang. Hoa hồng cho chị, cho em Tấm Trường. Hoa hồng cho Tấm Trường. Rồi hoa hồng cho chị Nguyên Lê. Này 60kg mặc vô tư luôn em. Này ở phía sau nó có bảng bo nên mấy chị mặc cực kỳ thoải mái nha. Rồi con là chỗ em mã hoa nâu đi. Đó, hoa nâu. Phía sau nó có bảng bo này mấy chị, nên mấy chị mặc cực kỳ thoải mái nha. Đó. Chỗ em con này hoa nâu đi. Nó hơi vàng 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 ngã nâu, cái màu hoa nó cực kỳ sang luôn á. Rồi mẫu này chốt cho em là hoa nâu nha. Hoa nâu. Hoa nâu 79 nha. Chốt em mã hoa nâu. Có 2 con hoa vàng nè mấy chị ơi, hoa vàng cực đẹp luôn. Hoa nâu. Rồi con này chốt em hoa vàng đẹp chưa? Hoa của nó nè. Đó, hoa vàng nhạt. Cái nền nó màu kem. Rồi áo em Thương đang mặc chốt em mã hoa nâu. Màu hoa ngoài nhìn dễ thương lắm mấy chị ơi. Chốt em mã hoa nâu nha. Hoa nâu. Hoa nâu nè, mẫu này em còn hoa đỏ với hoa kem đi. Hoa nâu. Rồi mẫu này em có hoa đỏ nha. Mẫu này em có hoa đỏ. Đó, mẫu này em có hoa đỏ. Hoa đỏ siêu đẹp chưa? Rồi mẫu này em có hoa đỏ nha. Mẫu này em có hoa đỏ nữa nè. Mẫu y chang Thương đang mặc có hoa đỏ nữa nè. Rồi này chốt em mã hoa kem. Này chốt em mã hoa kem. À hoa đỏ khác, hoa kem khác chị ơi. Hoa đỏ mẫu khác không? Nghe em mới giống y em đang mặc. Đi luôn á. Chốt hàng không đổi giùm em nha. Rồi hoa nâu chốt cho chị Biên Nguyễn Thị Biên, chị lên số điện thoại cho em nha chị yêu ơi. Lên số điện thoại em mới chốt đơn nha chị.
lên số điện thoại giùm em để em chốt đơn ạ. Rồi ai chốt hoa nâu chốt em mã hoa nâu. Hoa nâu quá đẹp luôn. Ok chị Biên Nguyễn Thị Biên. Hoa nâu cho chị Biên Nguyễn Thị Biên. Con này nó có bản bo hết nên mấy chị 60kg mấy chị mặc vô tư. Hoa vàng cho chị Phương Ly. Đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Sao nó đẹp lồng lộn luôn. Rồi hoa nâu cho chị Biên Nguyễn Thị Biên nè. Do cái tường này chị dán tường nó thành nó không có bắt ốc viết được. Nếu mà bắt ốc viết vô là nó sẽ bị nứt, nứt cái giấy, nứt cái giấy đó. Con này dễ thương quá. Con ông đụng đứng ra cho ông. Cho ông đụng đứng lên. Cho ông đụng đứng lên. Con này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Nó có bo hết này nên mấy chị 60kg mấy chị mặc vô tư luôn. Cái này nó cũng bo, phía sau nó cũng bo. Phía sau nó có đánh một cái đường dây chéo này nữa nè. Xinh đẹp luôn. Chốt cho em mãi là mãi chéo đây. Hôm này 79 ngàn một áo nha chị yêu ơi. 79 ngàn một áo không. Sáu này chị không lên ring dài nha. Phía sau cực kỳ đẹp luôn á. Phía sau đây nha em. Rồi 79 ngàn một áo. Đây là chốt em mãi chéo. Mãi chéo chị Hiền Trăng. Mãi chéo em có hai con cho chị Hiền Trăng. Mãi chéo. Mãi chéo. Chú em mãi chéo. Mãi chéo thì có những cái mèo nào ta. Mãi chéo cho em Lê Thị Diệu. Chéo cho Diệu. Có hai cái chéo là mã số 3. Có hai được. Mã số 3 nãy giúp chút có nào rồi. Nhiều lắm chứ. Mãi chéo này. Nè. Mãi chéo cho Diệu. Ok Diệu. Mãi chéo cho Diệu. Rồi em qua cái mẫu tiếp. Chéo hồng. Chéo Diệu đây ha. Ừ. Em biết rồi á. Em mở cho con nhé. Rồi tép tay. Rồi cái mạc. Mẹ ơi đẹp quá. Đẹp quá. Rồi chéo hồng cho em nha. Chốt em mã chéo hồng 79 nha. Rồi con này chốt em mã là mã chéo hồng. Nhưng đây đâu có chốt thêm. Rồi mã này chốt cho em mã chéo hồng nha. Chéo hồng 79 ngàn. Đẹp lắm. Con này mấy chị 60kg là mấy chị mặc vô tư luôn nha. Do nó có bo nè. Đó, bo trước bo sau. Nên nó co giãn cực kỳ thoải mái cho mấy chị luôn. Đó. Chéo hồng cho em nha. Chốt em mã này là mã chéo hồng. Đó, tay xanh xanh lên xíu cho đẹp. Rồi ai chốt chéo hồng chốt em mã chéo hồng nha. Chéo hồng 79. Áo hoa siêu đỉnh luôn. Rồi chốt em mã này là mã chéo hồng. Chéo hồng. Rồi ai chốt chéo hồng chốt em mã chéo hồng nha. Rồi em có chéo nâu nữa nè. Chéo là mèo nu thiệt đẹp luôn á. Rồi mã chéo hồng đây là chéo nu. Nó có mèo nu nữa nè. Đó. Chéo nu cho em nha. Chốt em mã này mã nu. Ai chốt chéo hồng chốt em mã chéo hồng 79 nha. Hồng
Rồi con này mèo nâu, mèo nâu siêu đẹp luôn. Rồi chén hồng chốt cho Đoàn Thị Hoa, chén hồng chốt cho chị Đặng Thị Bích Trang. Mèo này mèo nâu quá đẹp luôn á. Rồi con này chú em mẹ chéo nu nha, chéo nu. Hôm này dễ mặc, có bo nên mấy chị dễ mặc nha. Rồi chéo nu, hai nu cho chị nghe. Chéo nu, hai nu cho chị nghe. Rồi ai chú? Chú em mẹ chéo nu. Bao lời yêu hôm nào chéo nu em qua hết cái mẫu chéo luôn rồi. Mẫu khác nữa bắt lên cái nào qua bắt cái nào ra cái nói em chéo nu cho Mạnh Nguyễn. Chéo nu cho Mạnh Nguyễn. Chéo vàng. Sao mèo vàng là mèo ưa của tôi vậy? Để em các bạn. Không ưa mèo gì, cứ ưa mèo vàng mới chết chứ. Vàng với đen. Vàng đen trắng, tủ đồ toàn vàng đen trắng, không có mèo nào khác. Vàng đẹp quá. Rồi cho em mã chéo vàng. Quá đỉnh luôn mấy chị ơi. Màu vàng lúc nào mặc lên nó cũng sáng trắng sáng da trơn á. Cái hoa nó cực kỳ dễ thương luôn. Rồi con này chốt cho em mã này là mã chéo vàng nha. Chéo vàng. Chéo vàng này chị. Phía sau nó đẹp quá, không gì hết mấy chị ơi, nó có cái chéo này cực kỳ đẹp luôn á. Chéo vàng, chéo vàng cho Xíu Phụng. Chéo vàng cho Xíu Phụng. Rồi ai chốt chú em mẹ chéo vàng. Chéo vàng cho Mỹ Duyên. 79 một con, chéo vàng cho Mỹ Duyên. Chéo vàng cho Kim Anh Di. Được vàng đấy. Chéo vàng cho Kim Anh Di. Chạy người mẫu hả? Rồi ai chốt chéo vàng cho em chéo vàng nha. Bạn cứ đứng hãi thì chết mất. Cột cột cái dây ra chị. Con này chú em mã hoa xám nha mấy chị. Cái con này mà lên người nó sang ghê luôn mấy chị ơi. Hoa xám. Chốt cho em mã này mã hoa xám nha, 79 ngàn. Hoa xám. Chốt em mã này mã hoa xám nha. Con xin em mặc chốt em mã hoa xám. Có 5 con hoa xám. Rồi ai chốt mã này chốt em mã hoa xám. Ok em yêu. Phía sau của hoa xám nè, có dây cột nha. Cột ngang vai. Mấy chị muốn mặc thả vai cũng được, mà muốn mặc lên vai cũng được. Rồi chốt em mã hoa xám. Chéo vàng cho em đi kết. Chéo vàng cho Đạo Thương.
kéo vàng cho ly kết, kéo vàng cho đạo xương. Rồi mã này chốt cho em là mã hoa xám. Hoa xám. Kia là chéo vàng, đây là hoa xám. Rồi nó có hoa nâu, hoa đỏ nữa nè. Đó, hoa đỏ cực kỳ đẹp. Rồi ai chốt hoa xám chốt em hoa xám nha. Mẫu hoa xám. Mấy chị có thể mặc trẻ vai đều được nha. Chị nào thích thì mặc trẻ vai. Vàng. Con này chốt em hoa đỏ đi. Rồi con này chốt em mã này là mã hoa đỏ. Đó, chị là thích hoa đỏ, chốt em mã hoa đỏ nha. Hoa đỏ. Con này mấy chị muốn mặc trẻ vai đều được nha. Đó, hoa đỏ cho em siêu đẹp luôn. Ai chốt hoa đỏ chốt em mã hoa đỏ. Ai yêu thích màu đỏ chốt em mã hoa đỏ. Hoa đỏ cho em nha. Chắc phôm cực kỳ đẹp. Chốt em mã hoa đỏ. Rồi mẫu em thương đang mặc nó có hoa xanh nữa nè. Mẫu em thương đang mặc nó có hoa xanh nữa. Không có ngắn chân em, phôm này phôm vừa. Rồi con này chốt em mã này mã hoa xanh. Hoa xanh phối vàng. Y chang cho con thương đang mang nha. Hoa xanh phối vàng. Chốt em mã hoa xanh phối vàng. Hôm đó y chang chị đang mang nè. Mặc với quần riêng chân váy thì đều đẹp hết á. Hoa xanh phối vàng 79 ngàn. Hàng qua mẫu này. Hoa đỏ. Hoa đỏ chị mặc được là chị Diệp Bích mờ ấy. Mỗi lần đi mạng nó mờ rồi nó ớn hết người. Không còn năng lượng để like luôn á. Bạn sao kỳ ta. Con này có gì kéo luôn. Sao mờ dữ chị hả? Chết rồi, bây giờ sao biết rồi, sao mạng yếu chứ ta. Không hiểu luôn á. Hả? Ok, Diệp Bích. Kéo kéo thầy chị. Thiệt nó mờ vậy, người ta không thấy được mà chốt thôi chứ. Lúc mờ. Nó giống như sao đêm. Lúc ẩn, lúc hiện. Lúc mờ. Rồi con này chú em mã nơ đi, mã nơ. Hoa đỏ cho chị Diệp Bích. Hoa đỏ chị Diệp Bích. Rồi mã này chú em là mã nơ nha mấy chị. Ở phía sau nó có dây kéo luôn. Mắc cực kỳ thoải mái, nó có 3 dây thắt nơ để thắt 3 cái nơ rồi nè. Đó. Rồi con này chú cái em mã này mã nơ nha, nơ hồng. Nơ hồng.
em mã này mã nơ hồng. Rồi chốt em mã này mã nơ hồng 79.000. Chốt em mã nơ hồng. Nơ hồng. Rồi con này chốt em mã nơ hồng nha, mặt siêu đẹp luôn. 40, 85, 57 cái mặt vô tư. Chốt em mã nơ hồng. Nơ hồng. Rồi mã này chốt em mã bo nè. Nơ hồng. Nơ hồng siêu dễ thương. Kéo vậy. Nơ hồng 79. Nhưng mà nó khác mẫu. Mẫu kia mẫu nơ, mẫu đây là mẫu bo. Mẫu nơ dễ thương. Con này chú em là mã bo nha, bo hồng. Rồi mẫu này chốt em là mẫu bo hồng. Bo hồng siêu dễ thương luôn á. Rồi bo hồng cho em nha. Đó, siêu đẹp. Rồi con này chốt em là mã bo hồng 79 nha. Bo hồng. Bo hồng 79 nha. Anh ơi, có 28 còn gì nữa. Rồi bo xanh siêu dễ thương chưa? Mẫu y chang Hương đang mang nha. Phía sau nó có bo. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi con này chốt cho em mã này mã hoa xanh. Hoa xanh cho em nè. Hoa xanh đỉnh quá. Từ xanh là mặt lên cực kỳ sáng da luôn quý chị ơi. Chốt cho em mã này là mã bo xanh. Bo xanh. Nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Mã này mã chéo. Mã chéo da. Mã chéo giúp mã nhỉ. Chị đi mã bo cột đi, mã bo chị. Đây mã cho mã chéo nè. Mã chéo nè. Khách chốt chậm ngồi qua la buồn queo ấy. Ừ. À con này nịt vô tư mà em. Con này nịt vô tư mà. Mình muốn thả thả muốn nịt nịt chứ. Chéo da cho chị Đào Nguyễn. Tối nay chắc khách sớm rồi đẹp rồi. Con này muốn nịt nịt vô tư mà em. Đó. Con này muốn nịt nịt vô tư. Mình muốn nịt thì mình nịt vô. Không sao hết, muốn thả thả. Cực kỳ đẹp. Nịt cũng đẹp mà thả cũng đẹp. Rồi em có chéo da nè, chéo da siêu đẹp. Rồi chéo vàng nhí. Chúc em mẹ chéo vàng nhí. Chéo vàng nhí cho em nha. Chéo vàng nhí là đẹp quá. Đó, chéo vàng nhí nè mấy chị ơi. Phía sau nó có chéo nè. Chéo vàng nhí cho em nha. Chốt em mã này mã chéo vàng nhí. Chéo vàng nhí. Rồi mã này mã nơ đỏ, để em mặc mã nơ đỏ nha. Để y một con vàng nhí.
Đi. Sửa ái lại. Bắt bắt. Kéo lên chị. Được chưa? Con này chốt cho em là mã nơ đỏ nha. Nơ đỏ. Để có áo kiểu trơn cho chị lên cho. Giờ chị lên áo kiểu trơn cho. Chị like cái này nữa mà không ai chốt chị lên áo trơn. Rồi chốt em mã này mã nưa đỏ nha. Rồi con này chốt em là mã nưa đỏ. Siêu đẹp luôn á. Chà mẫu chốt cái gì mấy chị yêu ơi. Nưa đỏ. Mẫu trơn. Dùng gì? Không đó nó chịu lên áo thun. Chết cái chị. Gì vậy con? Còn nha chị Tina ơi. Rồi con này chốt cho em mã này mã vàng viền nha. Vàng vô cái giả nó mát không? Mặc vô đó. Đó vàng viền. Mấy chị nhiệt khe lại gì vô cho nó đẹp. Con vô mua viên nha. Rồi cái tay chị khác khác ấy. Màu quăng đều lấy là đều. Rồi con này chốt em mã vàng viền. Đang nguyên 79.000. Rồi chốt cho em mã này mã vàng nguyên 79.000 nha. Đẹp quá. Rồi vàng nguyên. Rồi phải giải nhưng mà mát chứ trời. Mát rừ rừ luôn á. Rồi con này chốt cho em mã này mã vàng nguyên nha. Vàng nguyên 79. Ok thành tôm. Rồi em có vàng viền nha. Vàng viền 79. Hôm nay 60kg chị mặc vô tư luôn. Rồi em có vàng viền nè. Hồng viền nè. Vàng viền, hồng viền. Chỗ em mã vàng viền, rồi hồng viền. Rồi da viền. Rồi da viền cho em.